Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mỗi lần lễ tro tôi lại nhớ đến bài hát Cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, một chiều nào mặt trời soi một kiếp rong chơi. Rồi phần sau thì ông viết tiếp là: rồi một mai tôi trở về cát bụi, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm về chết một ngày. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta có thể thấy được trong ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở đây nói đến một cái thứ thân phận của con người, và trong đó cũng là gần gũi với điều mà chúng ta cử hành trong ngày lễ tro. Lời mà chúng ta được điệp thức, được nghe đi nghe lại trong ngày hôm nay: người là bụi tro, hãy nhớ mình trở về bụi tro. Thế nhưng cái lời bài hát đó tôi thích là bởi vì cái bụi tro đó, khi nó không chỉ là bụi tro đơn giản. Vâng, bụi tro đơn giản đó là đất, là cát, là các thứ vật chất. Nhưng mà bụi tro đó được hóa thân làm người, bụi tro đó là chúng ta, bụi tro những con người, bụi tro là chúng ta đây. Được hóa thân làm người nhờ bàn tay của Thượng Đế, và vì vậy cát bụi đó trở thành tuyệt vời, trở thành một con người để rong chơi giữa cuộc đời, để biết bao nhiêu những thứ kiến thức, để yêu mến mọi sự, để cùng sinh hoạt, cùng sống trong cuộc sống này. Cuộc đời của chúng ta tuy là hạt bụi, nhưng lại là hạt bụi tuyệt vời trong bàn tay của Thiên Chúa. Và dưới cái nhìn đức tin thì cái hạt bụi trần gian, hạt bụi con người của chúng ta càng tuyệt vời hơn nữa, bởi vì chính Thiên Chúa đi vào trong trần gian này cũng mang lấy cái thân phận hạt bụi của chúng ta. Bài đọc 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cũng nói với chúng ta như thế: một Thiên Chúa đấng chẳng biết tội là gì đã ngà hóa thân tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta được nên công chính trong Người. Cái thân phận làm người khi Đức Giêsu nhập thể sẽ không còn là một điều bất hạnh nữa, mà nó đã trở thành một niềm hân hoan, bởi vì chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa. Và từ đây thì cái hạt bụi đó nó sẽ trở thành, có thể cất lên lời ca, có thể trở thành một cái lời ca tụng. Vâng, hạt bụi Giêsu đi vào trong trần gian sẽ kết thúc ở trên đỉnh cao của thập giá, sẽ đi vào tận cùng của hạt bụi con người là cái chết, rồi đem đến một sự sống mới. Cái kỳ diệu trong cái suy tư về hạt bụi đời tro của con người chúng ta đó là chúng ta nhận ra tất cả cuộc đời của chúng ta được trải dài dưới tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2017 năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi lại cho chúng ta một cái hình ảnh mà là một cái dụ ngôn thường chúng ta nghe đọc ở trong những ngày khác. Nhưng mà dụ ngôn đó nói với chúng ta một điều, đó là cuộc đời của chúng ta sống đây, nhưng quan trọng nhất là cái kết thúc cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi đang nhớ đến lời Thánh Vịnh 73, lời của những người công chính, khởi đầu là ông kêu than: Chúa ơi, chúng tôi sống ngay lành, rồi lại cứ gặp bao nhiêu điều rủi ro. Còn những kẻ mà gian ác thì nó cứ sung túc, nó cứ hạnh phúc mãi. Nhưng đoạn sau của đó viết rằng: ngày nào vào nơi thánh điện, con sẽ am tường hậu vận chúng ra sao. Vâng, con người từ cát bụi sẽ trở về cát bụi, con người khởi từ Thượng Đế thì cuối cùng sẽ lại trở về với Thượng Đế, và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về những công việc mình làm. Cái dụ ngôn năm nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi lên cho chúng ta để suy nghĩ đó là câu chuyện của ông Phú Hộ và anh Lazaro. Chúng ta thấy đó, anh Lazaro cả một cuộc đời bất hạnh, nhưng tên của anh là người được Chúa thương, người được Chúa cứu. Và kết thúc cuộc đời của anh thì anh được vinh quang ở trong lòng của Abraham. Còn cái ông Phú Hộ cả cuộc đời là phè phỡn, nhưng mà rồi cuối cùng thì lên trên đó chỉ năn nỉ lạy cha Abraham: nếu được cho Lazaro chấm một ít nước miếng bỏ xuống cho con, vì ở dưới này nóng lắm rồi.
Thế rồi chúng ta biết câu chuyện rượu ngon của Chúa kể tiếp là gì? Ông phù hộ nói với Abraham: vâng, thôi thì số phận của tôi đến đây thì cũng chịu vậy. Nhưng mà còn anh em của tôi, còn họ hàng của tôi trên trần gian, xin Ngài cử một ai đó lên nhắc cho họ biết rằng tương lai sẽ có thể ở đây đây. Abraham nói: chúng đã có Môi-sen, đã có sách Kinh Thánh, và vì vậy không, dù kẻ chết sống lại mà nói chúng không tin. Giáo hội vẫn giải thích việc kẻ chết sống lại ở đây là chính Đức Giê-xu phục sinh để nhắc nhở cho tất cả mỗi con người của chúng ta, cuộc đời này chỉ là một tạm bợ và mỗi người chúng ta sẽ có một kết thúc, và cái kết thúc đó đòi hỏi chúng ta sử dụng cái thời gian của mình thật phù hợp. Và chính vì thế Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới lấy chủ đề của cái sứ điệp năm nay, đó là lời Chúa là một hồng ân và con người là một hồng ân. Lời Chúa ở đây cũng chính là hãy lắng nghe lời của Chúa đi, đừng có đợi đến một cái giờ phút nào mà sau đó chỉ có thốt lên giá mà, giá mà. Vâng, ông phú hộ, giá mà có ai đó về báo cho anh em của tôi thì nó sẽ không bị khốn khổ như vậy. Và con người là một hồng ân cũng có nghĩa là khi thời gian mà Thiên Chúa còn cho chúng ta đang sống thì đừng có nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh khổ của những người chung quanh. Đừng có rửa tay của mình mà để tránh né tất cả những câu chuyện của cuộc đời. Con người là một hồng ân, là một cơ hội để mỗi người chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện lề luật của Ngài và nhất là thực thi việc bác ái. Dĩ nhiên những công việc chính của mùa chay, chúng ta không nghi ngờ ba nội dung của bài tin mừng ngày hôm nay, đó là chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chay tịnh cũng chính là mỗi người làm chủ chính mình, là mỗi người duyệt xét lại cuộc đời của mình, cũng chính là mỗi người làm chủ hành động, lời nói, cử chỉ trong mọi mối tương quan của mình. Cầu nguyện đó là đặt mối tương quan mới trong với Thiên Chúa, trong nghe lắng nghe lời của Người, theo sự hướng dẫn của Người để bước đi trên con đường đích thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi. Và bác ái cũng chính là tương quan với tất cả những người chung quanh, sống cái lề luật lớn nhất mà Đức Giê-xu khẳng định, để rồi có một ngày nào đó như trong phúc âm Matthew đoạn 25, khi mà những người ngồi ở bên phải trong đoàn được tách ra trong đoàn chiên: xưa ta đói, ngươi cho ta ăn; ta khát, ngươi cho ta uống; hãy vào chung hưởng niềm hạnh phúc đã dành sẵn cho ngươi từ đời đời. Vâng, thưa cộng đoàn, như vậy chúng ta thấy mỗi một mùa chay là một mùa hồng ân, đó là mùa cứu độ, cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc ngày 2 ngày hôm nay. Anh em hãy lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để nó nên vô hiệu. Vì Chúa phán: ta nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ trong ngày ta cứu độ. Và đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa là đấng xót thương, và vì vậy tội lỗi của chúng ta dù ở mức độ nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài. Hình ảnh của người cha chiều chiều tựa cửa đợi con trở về cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa rộng mở thế nào khi chúng ta muốn hòa giải với Chúa, trở về đoàn tụ với anh em trong gia đình. Nhưng cũng đừng quên, để có thể được ở trong bàn tay của cha thì phải rời bỏ cái chuồng heo dơ giấy và đứng lên quyết tâm trở về với cha. Có thể động lực của người con hoang đàng, không lấy gì làm tốt đẹp: ở nhà cha tôi đầy tớ cũng được ăn uống sung sướng, còn đây tôi khổ quá. Nhưng không sao, cái động lực dù là yếu kém như thế, nhưng tình yêu của Thiên Chúa là cha rộng mở và Ngài mở tiệc để khao mừng. Thế nên bài đọc một ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy rõ cái chân dung của vị Thiên Chúa mà chúng ta đang hướng về trong mùa chay này. Ngài là đấng từ bi, nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Ngài là đấng nồng nhiệt yêu thương đất nước của Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta bước vào mùa chay trong cái tâm tình của những hạt bụi
tuyệt vời khi ý thức mình được Chúa yêu thương, khi ý thức cái ân sủng, cái ơn gọi, cái hạnh phúc được làm người, khi ý thức rằng chúng ta được trở nên đồng hình, đồng dạng với con Thiên Chúa, khi ý thức rằng chúng ta được dựng nên, vâng, cái hạt bụi này được dựng nên cho cuộc sống đời đời. Và nhờ đó, mùa chay sẽ là một cái mùa để chúng ta được biến đổi trong tất cả những mối tương quan, khởi đầu ngay từ gia đình của mình với những người thân trong gia đình, với vợ, với chồng, anh chị em, với con cái. Làm thế nào để tất cả sinh hoạt, cuộc sống của chúng ta đượm nhuần trong tình yêu của Thiên Chúa để xứng đáng hưởng ơn cứu độ muôn đời.